Trong thời gian qua, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã triển khai mô hình sản xuất hoa cúc thương phẩm áp dụng công nghệ chiếu sáng bằng đèn LED với quy mô là 3 hectare tại 30 hộ ở Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt. Qua đó góp phần tăng sản lượng doanh thu hoa cúc lên 17% so với vườn đối chứng. Cụ thể, sau khoảng 100 ngày sinh trưởng, hoa cúc đại đoá đạt năng suất 385.000 cành một hectare, tăng 16% so với canh tác ngoài mô hình. Kết quả, hoa cúc đại đoá sinh trưởng với độ đồng đều cao, không xuất hiện các triệu chứng bệnh virus trên vườn, giá hoa tiêu thụ từ 1.800 đến 3.000 đồng một cành. Mô hình sản xuất hoa cúc đại đoá thấp đèn LED đã đạt doanh thu 940 triệu đồng mỗi ha, tăng 17,5% so với sản xuất ngoài mô hình. Đây là năm thứ hai dự án được triển khai đã mang lại những kết quả khả quan như hiệu quả kinh tế tăng cao cho các nông hộ tham gia mô hình, cũng như các nông hộ đã được đào tạo tập huấn kỹ thuật nhằm nâng cao thu nhập cho người sản xuất, thúc đẩy khả năng nhân rộng của dự án.